Rồi chào anh Hiệp, Hiệp ơi. Chào cô chú anh chị đang xem kênh là TK Bonsai ha. Thì con cũng rất cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con những cái clip vừa qua trong năm. Thì hôm nay đầu năm thì như này gần cũng gần cuối tháng nhưng mà con cũng mới lên cái clip đầu tiên lại. Cũng rất mong của sự ủng hộ của chú anh chị ha. Thì hôm nay con có gì là 8 cây mỹ cam và 6 cây vàng hường và số mai chiếu thủy lá chung. Con cũng rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị ha. Thì con đầu tiên con vô cái clip. Cây đầu tiên là cây mỹ cam của chú anh chị. Thì con ở cái địa chỉ là khu vực Thế Thượng Nga, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Cái số điện thoại Zalo của con là 0976880761. Đó là cũng là số Zalo của chú anh chị. Thì đầu tiên con vô cây số 1 là cây mỹ cam hết của chú anh chị. Cái này thần chậu nha của chú anh chị. Con hảo đây là 31 của chú anh chị. Rồi cao 65. Tán rộng 80. Cái này có vô luôn của chú anh chị giá 1 triệu con bao ship toàn quốc ha. Khi đi con cút chậu của chú anh chị. Cái này đang lên nụ lên bông nè. Về của chú anh chị chơi qua đặt bông này bấm lên cái nữa là nó tròn nó tàn đẹp hết của chú anh chị. Cô chú anh chị chốt cây nhớ mã số giùm con ha. Hôm nay là mã số A của chú anh chị. Đầu tiên là cái này là cây mỹ cam mã số A1. Cây đang lên nụ rất là đều hết của chú anh chị. Rồi 1 triệu con bao ship của chú anh chị ha. Rồi tiếp tục là cũng là cây mỹ cam mã số A2 hay cô chú anh chị. Quanh gốc ở đây con đo là gần 10 nha cô chú anh chị. Cây này gắt cũng khá là già nha cô chú anh chị. Còn cao 85. Tàn rộng 85 luôn nha cô chú anh chị. Cái này có giao lưu của chú anh chị đồng giá là 500k con bao ship ha. Cây nó đang lên nụ hết trơn nha cô chú anh chị. Rất là sung ha. Cái này về khoảng tuần lễ 10 ngày là lên ửng ửng màu cam hết rồi nha cô chú anh chị. Đây nó lên nụ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây rất là sung ha. Rồi con xuống cây hay cô chú anh chị. Rồi tiếp tục là mã số A3 hay cô chú anh chị, cũng giờ cây mỹ cam luôn ha. Cái này với cây A2 là một cặp nha cô chú anh chị. Cái này nhỏ hơn tí xíu. Cái này hoành chích. Rồi cái này cao 90 nha cô chú anh chị. Tàn rộng 80. Rồi cái này cũng đồng giá là 500k con bao ship nha cô chú anh chị. Bây giờ đi phí ship nó hơi cao chú anh chị, cái này đi toàn quốc là cũng khoảng trăm ngoài ngàn rồi. Tại khi cô chú anh chị là bán mắc bán rẻ thì đó là con cũng cộng vô cái phí ship rồi, cô chú anh chị thông cảm giùm con ha. Rồi mã số A3 vẫn là 500k nha cô chú anh chị. Rồi con xuống cây ha. Rồi tiếp tục là mã số A4. Rồi cái này quanh 10 nha cô chú anh chị. Cái này cũ rất là đẹp ha. Rồi cao 85. Tàn rộng 70. Rồi cái này vẫn là 500k luôn nha cô chú anh chị. Con bao ship của chú anh chị luôn nha. Rồi xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là mã số A5. Cái này hoành chính nha cô chú anh chị. Cái này với cây A4 là vô cặp nha cô chú anh chị. Rồi cái này cao 90. Tàn rộng 80. Rồi cái này vẫn là 500k con bao ship của chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nhớ chốt cây nhớ cái mã số giùm con ha. Nói chung hàng này bữa nay con lên mang mỹ cam là nó đang vô nụ không nha cô chú anh chị. Rồi con xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục chẳng là cây mỹ cam nha cô chú anh chị, mã số A6. Rồi cái này hoành 10 ha cô chú anh chị, củ rất là bự ha cô chú anh chị. Để con đo hào cái củ đi. Củ ở đây là 17. Rồi cái này cao 95. Tàn rộng 80. Cái này vẫn là 500k luôn nha cô chú anh chị.
Hôm nay con bán mấy cái lô mấy cam này đồng giá. Rồi con xuống cây hả cô chú anh chị? Rồi tiếp tục cô chú anh chị là mã số A7 ha. Rồi cái này quanh mời nguyên cô chú anh chị. Rồi cao 90, tàn rộng 80. Rồi cái này 500k luôn nha cô chú anh chị. Rồi con xuống cây ha cô chú anh chị. Để xin xích đẳng đi tìm. Rồi cái này hoành chằng chín nha cô chú anh chị. Cao 1m. Tàn rộng 80. Rồi cái này mã số A8 500k luôn nha cô chú anh chị. Cái này nó nở bông ra gai rất là đẹp cô chú anh chị. Cái tàn hơi thưa chút xíu nhưng mà cô chú anh chị vừa bấm cái nữa sao ra dày ha. Rồi con xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi ở đây hoành gần chín nha cô chú anh chị. Mã số A9. Rồi cái này cao 1m. Tàn rộng 80. Cây A8 với cây A9 này là một cặp nha cô chú anh chị. Rồi 500k con bao ship của chú anh chị luôn ha. Rồi xuống cây cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là vàng hường đọt xanh bông đậm nha cô chú anh chị. Hôm nay vàng hường này con bán đồng giá luôn nha cô chú anh chị. Có 6 cây. Mã số A10. Con đo hạo của chú anh chị coi ha. Cái củ rất là bự nha cô chú anh chị. Đây là 31, 32 nè. Rồi cao 75. Tán 1m nha cô chú anh chị. Rồi con bán cái này 600k đồng giá nha cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị bấm cái này nó đợt sau nó ra nó là dày lại cái nó đẹp nha cô chú anh chị. Cây rất là sung ha. Đang lên nụ rất là nhiều cô chú anh chị. Rồi con xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là mã số A11. Quạnh đây con đo 16 luôn cô chú anh chị. Cái củ rất là bự nha cô chú anh chị. Rồi cao 80. Tàn rộng 80 luôn. Rồi đồng giá là 600k của chú anh chị. Cô chú anh chị chốt cây thì nhớ cái mã số giùm con ha. Rồi con xuống cây của chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là mã số A12. Vẫn là cái vàng hường đọt xanh ha. Rồi hoành thắng đây 12 của chú anh chị. Cái củ đây rất là bự của chú anh chị. Con chưa khai thác hết. Rồi cao 85. Tàn rộng 90 của chú anh chị. Rồi cái này đồng giá là 600k luôn ha. Con bao ship của chú anh chị toàn quốc ha. Cái này cô chú anh chị lấy 1 cặp thì con bớt cô chú anh chị vài chục ngàn ha. Tiền cà phê hết cô chú anh chị. Tại cái giá con bán này cũng rất là mềm cô chú anh chị. Cây này cái phí ship bây giờ nó cũng hơi cao cô chú anh chị ơi. Rồi con xuống cây ha. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là mã số A13. Rồi quảng đây 12 hết cô chú anh chị. Rồi cao 85. Tàn rộng 80. Rồi con bán đồng giá là 600k nha cô chú anh chị. Cái này lên màu bông rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái vàng hường này cô chú anh chị biết chơi về đừng có để ngoài nắng quá. Để trong cái bóng gầm gầm núp núp với cái bóng cây khác á, cái bông lên rất là đậm, rất là đẹp. Nắng quá thì cái bông nó không đậm luôn. Rồi con xuống cây hay cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là mã số A14. Rồi quảng đây 14 luôn nghe cô chú anh chị. Cái củ rất là bự nè. Rồi cao 90. Tàn rộng 80.
Rồi cái này đồng giá là 600k luôn nha cô chú anh chị. A14. Rồi con xuống cây ha. Rồi cuối cái cây này là hết dàn hường, là cây này phải số 15 nha cô chú anh chị. Cái này khác là già ha cô chú anh chị. Hoành ở đây là gần 17 nè. Rồi cao 80 luôn. Tán rộng 80 luôn. Rồi cái này vẫn là 600k luôn nha cô chú anh chị. Cái này cái dàn xương nó rất là bự nha cô chú anh chị. Tại người ta bấm lại người ta nuôi nè. Rồi con xuống cây luôn ha cô chú anh chị. Rồi giờ tới chú thủy lá chung ha cô chú anh chị. Mã số A16. Cái này đó con cũng lên lần mà chưa xong giá cô chú anh chị. Rồi ở đây là 18 hoành ha. Cái củ đế này là còn ở dưới nha cô chú anh chị. Nó hạo hạo trên cổ rễ nữa thôi ha. Rồi ở đây là 39 nè. Tính cô chú anh chị 35 thôi. Rồi cái này cao 35 hết cô chú anh chị. Tàn rộng 50 đi. Cái này rất là già kìa cô chú anh chị. Cái dàn dâm nó rất là già ha. Rồi cái này giá 1,5 triệu con bao ship của chú anh chị ha. Cái này khi đi con cút chậu nha cô chú anh chị. Con đóng thùng xốp. Rồi. Rồi tiếp tục cô chú anh chị vẫn là cây chú thủy lá chung ha, mã số A17. Cây này dán liễu gũ nha cô chú anh chị. Con đó đây là 21 hoành hay cô chú anh chị. Con hào con cu đế luôn. Cái nồi đế gì đó là 55 nha cô chú anh chị, còn nằm dưới này chút xíu nữa ha. Rồi cao 65. Tán rộng 55. Cái này đi là con rút chậu nha cô chú anh chị, con đóng thùng xốp hết. Cây nào cao bự quá thì con đóng kiện. Rồi mã số 17 là giá 2,5 triệu con bao ship của chú anh chị ha. Mấy cái này đi phí ship hơi cao cô chú anh chị. Đây đóng cái kiện hơi bự. Rồi con xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là mã số A18. Cái này phơm thiên nhiên phong cách nha cô chú anh chị. Rồi đó đây là 17 nha cô chú anh chị. Rồi cái này cao 40. Tán rộng 40 luôn. Rồi cái này giá 1,5 triệu con bao ship của chú anh chị ha. Cái này đi con để chậu cô chú anh chị. Cái này thường chậu lâu rồi, ghiêu này là ghiêu tự nhiên luôn, không có đắp nha cô chú anh chị. Rồi con xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là mã số A18, 19. Khi trong khi quay có cái gì sơ sót thì cô chú anh chị thông cảm giùm con ha. Rồi con đó đây là 24 hoành hay cô chú anh chị. Cái nồi đế con lắp con đắp ghế lục bình lên nằm còn như này nha. Nồi đế là 50 nha cô chú anh chị. Rồi cái này cao 31. Tán rộng 35. Cái này cái phơm thiên nhiên rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị xả dây được rồi. Cái này nó đang lên bông la ga hoài nghe cô chú chị, con không có làm bông. Làm bông nhiều quá, gỗ quá thì cây mình nó hơi mắc xích. Rồi mã số A19 này con giao lưu cô chú anh chị giá 4,5 triệu con bao ship ha. Khi đi con rút chậu cô chú anh chị. Còn cô chú anh chị nào muốn giữ chậu thì liên mà thương lượng với con ha, cái chậu là chậu xưa ha cô chú anh chị. Lấy thêm xưa. Rồi con xuống cây ha. Rồi tiếp tục cô chú anh chị cây là cây chú thủy. Này là gò cong lá nhỏ nha cô chú anh chị. Anh em ta khi chung sim đó. Cái này thì bay phong cách có cành phóng nha cô chú anh chị.
Rồi con đó đây là 21 hết cơ chú anh chị. Rồi cái đầu đế đây là 76 hết cơ chú anh chị. Rồi cái này cao 30 hết cơ chú anh chị. Tán gì gì là 55 hết cơ chú anh chị. Rồi tán gà ngang là 40. Rồi cái này có giao lưu của chú anh chị là giá 4,7 triệu con bao ship ha. Trung sim gò cong lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đi con gút chậu nha cô chú anh chị, không để dậu ha. Cái này nó đang lên bông lai gai nha cô chú anh chị. Rồi con xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là cây gò cong lá lớn. Rồi con đo eo là 31 nha cô chú anh chị. Rồi đế là 55 nha cô chú anh chị. Đế còn nằm dưới tí xíu á. Cái trực pin nha cô chú anh chị. Rồi cao hiện tại tới cái đợt này là có 25 nha cô chú anh chị. Cái này tương lai rất là lùng lực nha cô chú anh chị. Rồi toàn rộng là 35. Cái này nó có cái khuyết điểm là có cái thẹo của chú anh chị. Đây đang cuốn rất là mạnh ha. Đang nuôi cuốn mà cho nó cuốn cái chi này, cái dầm này cho nó cuốn cái thẹo mạnh của chú anh chị. Cái này cốt cành thì đủ rồi, chỉ cần nuôi dần dầm với cái độ già đó thôi. Rồi cái này có giao lưu của chú anh chị giá 2,8 triệu con bao ship ha. Rồi xuống cây theo chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị vẫn là cây chung nu ha. Tán rộng 35. Cao 25. Rồi con đó đây là 21 ha cô chú anh chị. Cái đầu đế này nằm đây nó chảy đều rất là đẹp ha cô chú anh chị. Còn đầu đế 55 ha cô chú anh chị. Cái này già lên san hô nha cô chú anh chị. Cái này gì cô chú anh chị làm bông lặt lá là nữa đẹp hết. Cái này con không có thay lá ha. Lá nó thay được rồi nè. Trực cành phóng nha cô chú anh chị. Rồi mã số A22 này con giao lưu của chú anh chị giá 5,5 triệu. Con bao ship của chú anh chị ha. Cái này đi con để chậu cũng được mà rút chậu cũng được nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi cái này mã số 23 nha cô chú anh chị. Nó hơi chịch cái số chút xíu ha. Cái này là gò cong lá lớn nha cô chú anh chị. Rồi con đó đây là 24, 25 ha cô chú anh chị. Cái đầu đế đây còn nha cô chú anh chị. Tại cái này con mới sang chậu, con không có mồi đế không. Cô chú anh chị chốt cây thì nhớ cái cây giùm con đi ha. Tại nó có hơi sơ chịch cái mã số chút xíu nè. Rồi cái này hiện tại cao 15 nha cô chú anh chị. Tán rộng 40. Cái này nó đổ hơi hơi nha cô chú anh chị. Đỉnh là cái tàn nó hơi lệch tí xíu. Rồi cái này giá là 2,2 triệu con bao ship, 2,3 triệu con bao ship của chú anh chị ha. Cây rất là sùng hay cô chú anh chị. Rồi con xuống cây hay cô chú anh chị. Cái này là mã số 23 nha cô chú anh chị. Cái này 24 không? Rồi tiếp tục của chú anh chị là mã số 24 ha. Cái này cái kim giòn của chú anh chị. Rồi cao hiện tại là 22. Tán như gì là 27 của chú anh chị. Cái này nó ra bông hôm Tết giờ nó tàn lai gai của chú anh chị. Cái loại này nó gắt thì xiên bông ha. Nó hơi dơ tí xíu. Vì của chú anh chị lặt bông này bỏ là nó ra là vật mới nè. Rồi cái này giá 1,5 triệu con bao ship của chú anh chị ha. Cái này hôm đó không có anh em chốt nè, nhưng mà anh em cặn thết ta không có lấy được, ta lu bu chuyện ta không lấy được. Giờ con lo con quay lại. Cái thang nó bự hơn cái chiếc lông cô chú anh chị, nhưng mà nó rất là già ha.
Rồi có xuống cây ha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là cây hoàng dương. Cái này mã số 25 nha cô chú anh chị. Rồi cao là 30. Tán rộng 35. Cây này rất là già cô chú anh chị. Rồi con đó đây là 13, 14 ha cô chú anh chị. Con cọng rễ này bị nắng nó táp cháy khúc ngoài nhưng mà không có đến đỏ trong nha cô chú anh chị. Vừa lấp phân là ra rễ nha cô chú anh chị. Cây này phơm thiên nhiên rất là đẹp ha cô chú anh chị. Này gì cô chú anh chị cắt là nó ra đọt hoài đó, ra đọt là ra hoài đẹp rất là đẹp ha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 25 này là cây hoàng dương, có giao lưu cô chú anh chị giá 1,5 triệu có bao ship luôn ha. Rồi cuối clip của chú anh chị thì còn một cây chiếu thủy dáng dằn nhằn này cô chú anh chị. Rồi xuống cây hay cô chú anh chị. Để ra xe luôn, luôn mà xe luôn. Xe này không biết kéo gì vậy, kìa thì khó kéo lắm. Tình tiếp lên cái tình nặng. Rồi cuối clip còn cái chiếc thủy dán nhăn nhăn lá chung này ha cô chú anh chị. Đây là mã số 26 nha cô chú anh chị. Cái đó chiều cao trước đi. Rồi cao 1m25 ha cô chú anh chị. Tàn rộng gì là 70 ha cô chị. Cái đó cành gớt từ cái đọt xuống cành gớt. Rồi từ cái đọt xuống cành gớt là 60 ha cô chú chị. Rồi cái đó đây là 38 hoành ha cô chú chị. Đó từ cái đoạn thoát thân từ cái chi một xuống cái đấy. Rồi là 90 ha cô chú anh chị. Cái này về cô chú anh chị mà nuôi thêm được hai cây tử nữa, gắt cây là gắt. Có duyên nha cô chú anh chị. Cái chi tử thì con mới chỉnh dây thôi. Rồi cuối clip cái cây mã số 26 cái này con giao lưu cô chú anh chị giá 8 triệu ha. Cái này đi con đóng kim sắt hay cô chú anh chị. Cái này đủ chi đủ cốt rồi, chỉ còn nuôi dằn dăm nữa thôi. Rồi cuối clip cũng rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị ha. Rồi con chào cô chú anh chị ha, chúc cô chú anh chị năm mới nhiều sức khỏe ha cô chú anh chị. Rất mong được sự ủng hộ của chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị cái clip sau luôn ha. Rồi chào cô chú anh chị, chào anh Hiệp, bye.